cái nghề giăng lưới này á, thì nói chung thì ở trong nông thôn thì ai cũng biết giăng á, từ nhỏ cho đến lớn tuổi, nhưng mà nó hình thành cách đây thì cũng khoảng mấy chục năm về trước, những người nó truyền lại đó. Mình nếu mà mình muốn chuẩn bị giăng lưới trước á thì phải chọn lưới. Như vậy thì người nông dân ở đây thì mình không có sản xuất ra lưới được. Như ra chợ mua thì trong đó nó nhiều cái loại lưới, như vậy là 7 phân, 6 phân, 6 phân rưỡi. Mà dưới hình thức giăng thì mình phải chọn địa điểm. Vì mình chọn địa điểm là phải thích hợp. Giả sử như bây giờ mình thấy khu vực đó có cá thì mình phải chặn. À, chặn rồi mình căng ngang cái đầu từ cái trên đổ dồn xuống, mình đập dồn xuống vậy thì cá phi. Như cá phi, cái tánh cá phi nó gắt nhát. Mình đập thì nó chạy vô, nó sáng lưới à. Vì người dân ở đây thì có khi tới cái nước chủ yếu là nước kém, vì là đóng cống lại cái ta giăng lưới. Thì như vậy thì như cái vuông tôi chẳng hạn, đây thì cũng khoảng 1 hecta tới 1 hecta 2 gì đó, thì mình giăng cả ngày từ 40 hoặc 50, nó lâu dân lần 50-60 cũng vẫn có. Thì đem ra chợ bán gì thì mình tính 1 ký như vậy, thì ở chợ hiện bây giờ nếu giăng lưới cá sống á thì 1 ký 20 ngàn. Vì thì mình giăng lưới ở đây người dân người ta cũng có cái kinh nghiệm cách gỡ cá. Vì nếu mà mình gỡ xuôi xuống thì cá nó bị bể cái mặt nó trong cái ruột á, như vậy thì nó dễ chết. Vì mình phải gỡ ngược. Rồi ở đây dùng đây cũng dùng nước mặn nè, rồi cũng có vỏ sò, rồi vỏ ốc này kia nữa, cũng cắt vỏ, nói chung là cũng nguy hiểm. Thank you.